Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tìm nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ mua một uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Ok, hello, đây là kênh của lại. Ok, hello, đây là kênh của mình nha. Hôm nay mình chơi ID trên danh bức tranh 87 sao, 86 sao nó sẽ căng như thế nào nha anh em. Và anh em mình hướng dẫn cho anh em cách đối đầu và những... Ôi, đập đầu quá nha. Cái gì? Ôi, không được. Ui da, đập đầu quá trời ơi. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách di chuyển và đánh lối đánh như thế nào ở trên lên 80 mấy sao như thế này, nó sẽ rất là căng, gần 100 sao rồi anh em à. Nó không còn phải như là ganh ở ganh 40 mấy, 30 mấy, 50 mấy sao nữa đâu nha. Nó sẽ khác xa với những cầu thủ mười mấy sao nữa anh em à. Cái lối đánh nó rất là khó khăn nha. Từ từ này. Ui, mấy ung tục bầu quá nhờ. Hôm nay bị gồm không ăn hành rồi anh em ơi. Nhưng mà muốn ăn là một mạng của mình nó cũng hơi bị hay, cũng hơi hơi là bị chua đấy. Anh em nhớ giúp cho mình nút like, đăng ký kênh nha. Và anh em nào nhu cầu mua nick hoặc cày thuê, cải thiện ranh ở cuối mùa này, liên hệ ngay Zalo của mình nha anh em ơi. Ui, ngồi không là bị đánh thế nhờ. Ở không? Anh em nhớ đánh. Ui, vừa luôn chọc rồi. Ở ranh trên này người ta di chuyển là rất là, phải nói là rất là hay nha. Rồi, mình tưởng con không trong đây mà không ra mít rồi. Rồi, xong rồi rồi. À, chạy được rồi. Ui dồi ôi. Chạy được rồi, tại sao mà xài công ty ngược lên thế kia thế nhờ. Ui, ngộ không nó xanh là tôi chết anh em à, nó đánh đau quá rồi còn xanh nó mệt mỏi nha. Từ từ đó. Mà mấy ngộ không ở trên này quýnh rất là căng nha anh em. Căng, cực kỳ căng luôn nha. Kỹ năng cực kỳ ghê luôn. Mình ăn hành liên tục anh em à. Bú quyền lắm mới lên được 8 mấy sao ấy. Phải đùa đâu nha. Ui, đập ghê bạn. Ủa, tàn hình lâu quá vậy. Ôi, đợt hình nữa này. Ôi, cái quái gì đó nhờ. Ôi, ngộ không vẫn chạy được kìa. Ôi, cái quái gì đó nhờ, nó tàn hình liên tục vậy. Nó tàn hình, phải nói là cái chiêu 1, ngộ không có được tăng sức mạnh là giảm hồi chiêu. Nhưng mà cái lượng mà họ tàn hình của nó bị giảm mà còn 0,5 giây mà đâu phải là 1 giây nữa đâu mà sao mà nó tàn hình lâu quá nha. Ui lỗi game rồi. Cái bị tôi không cướp. Hay. Ui phải đó, mình choáng được con công hất lên được này. Bắt Ome này. Ome này đủ đam này, chơi nó. Ok. Em trai nào mới bình luận kêu mình chơi mị hồ liên tục mấy ngày nay. Hôm nay mình cũng nói lại với anh em nghe nha. Ấy, mày, đâu rồi, mày. Cái khó mắc cái khỉ này ghê. Mấy bữa nay chắc mình sẽ ra video ít lại. Vì sao? Lên ranh này nó căng lắm anh em à. Chứ không phải như là ranh thấp nữa. Mà video có điều mỗi ngày cho anh em xem đâu nha. Phải nói là đánh gian nan cực khổ có một video cho anh em xem ấy. Không phải đùa đâu nha. Cho nên mình có ra một cách một ngày ra một lần hay là mình ra liên tục cũng được. Có khi mình ra 2 ngày hoặc 3 ngày mình ra video một lần thì anh em thông cảm giúp mình nha. Tại ở ranh trên này rất là căng nha anh em ơi. Đánh phải nói là rất là chua chát mới ăn được một game. Không phải dễ ăn đâu nha. Ghế này. Thôi được rồi, về. Ôi, chơi luôn à. Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Đậu xanh tôi không hiểu lý do vì sao nó tàn hình liên tục thế nha. Thề luôn, bắt thằng ngộ không này đúng với nó là cực khổ chứ trời. Nó thàn hình liên tục này thôi, nó liên tục luôn. Nó sắp hết mana là chơi khô máu luôn. Rồi đập đi, cho mày đập. Ui ui, mấy này cũng được rồi, phải mày lẹ anh em ơi.
Ui, ở dưới bị ép rồi. Hay rồi, lui support ơi, lui support ơi. Ông không là quýnh chét á. Đánh hay đấy, ý, ý, ý. Người ta ulti ngược về đây, không về đây, cái ulti ngược lên trên kia không, ông nội cái đánh, biết đánh không vậy chờ. Top IO quýnh kỳ vậy. Bullet hả? Phải đó, nó lướt, lướt về đây là team mình đang ở dưới đây rồi, nhưng còn lướt thẳng vô kia là đường đâu mà chạy. Khó thế nhờ. Không dẫn chờ với ngộ này này mà. Không có đùa nói không, quýnh rất là kỹ thật luôn, kỹ cẩn thận luôn nè, kỹ, rất kỹ nha. Nhưng mà đâu rồi, ở đâu rồi trên đây, 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 lại tàng hình. Đâu, ôi ồ, cay quá nha. Mày, mày biết, mày, mày, trời còn không biết nữa kìa. Hay, quất rất hay luôn. Gặp như mấy con khỉ khác là lụm nãy giờ, lụm cổ nãy giờ rồi, thiệt. Thì quýnh rất hay anh em. Nhưng mà cũng không thấy chỗ lấy trụ đâu nha. Bình tĩnh thôi. Farm đi. Nó núp bụi ấy, nó canh anh em vô lấy là nó lụm á. Ở nó gà kìa. Không, ông khỉ đánh rất hay. Phải nói là qua phải khen khỉ đánh rất hay. Hắc não người ta được luôn. Ghê. Căng à, game mà căng à. 87 sao anh em mà cũng căng ấy. Sao? Sao? Chưa có ulti anh em mà chưa dám chơi. Sao? Ui, ui. Ui, máu này quýnh kỹ thật, quýnh với nó là cẩn thận vái hồi ra. Cho mít đã. Follow kìa. Ui, follow không chết. Ui, một viên. Mình hơn là mình cẩn thận anh em mà. Mình không thấy ngộ không đâu, mình quăng cái chiêu trước khi mình vô. Mình cũng cẩn thận xíu. Được quá nhờ. Anh em thấy không, đánh danh này anh em phải di chuyển, anh em cẩn thận xíu nha. Anh em mà lên cao cao mà anh em nói là đánh mà khó á, cầm ID trên này thì anh em bị đánh theo cách của mình là được nha. Phải cẩn thận xíu. Mình đánh ở danh nào cũng vậy anh em mà, phải cẩn thận. Ủa, ngủ không đó, 3-0 rồi. Giang này chết rồi, giang này tôi chết rồi. Ờ, ông Rừng làm gì á? Những ẩu nha ông Rừng ơi. Follow Lentino này, follow này, follow này, follow này. Lính trước, lính trước. Ôi dồi, đau quá vậy. Trụ này, ơi da ta kìa. Ôi, mất trụ rồi. Một mạng. Ok. Mình cứ ho hoài anh em không hiểu luôn. Chủ mít này, chủ mít này, chủ mít này. Cho. Chủ dưới nữa nè. Chết bụi đã, thôi. Đính xuống rồi. An toàn xíu anh em ơi. Skin quýnh cũng mượt lắm anh em à. Mượt lắm nha. Từ từ nha mọi người, thiếu người nha. Ờ, có con mắt ở đây nè. Hai. Nhà ta bay cũng tốt anh em, có nên lên giáp phép nha. À, giá ta, giá ta. Bay vô, bay vô, bay vô, bay vô, bay vô. Ui, ôi, gãy cánh nha, gãy cánh. Tụi phải nói nó bay lên đường, mình lướt về nè, mình nếu mà mình đứng sát nó luôn là ngon rồi. Đứng sát là nó bay được, mình chết sao. Ui, nhà tụi lo, ép đi, nhà tụi lo. Trụ chút đi, trụ chút đi.
Chỗ bên đây này, chỗ bên đây này. Tôi lại chết rồi. Thôi xong. Thôi xong, mít luôn rồi, thấy mít trong kia rồi kìa, xong. Chết cả bốn người, vãi à. Chết kiểu này là lật kèo chắc luôn. Farm hết em mà không để flow vô farm nha. Không có chừa gì hết á. Chừa blue thôi. Con nào gần gần mình á. À? Đòi. Ơ. Đó, chạy qua đây hả? Rồi ok. Mình nó chết rồi mình nãy giờ mình lướt hai lướt mình đánh thường nó không ra đánh thường em à. Em xô kìa. Gì á? Úi gần ơi. Ủa? Ủa sao lại đánh gọng? Úi vời. Vãi à, lỗi vãi à. Lạy luôn á. Đây bắt Esu nè. Khỏi chạy bạn. Hả? Khỏi chạy. Ô me này, từ từ hết chiêu rồi. Follow kìa. Ôi xong rồi, ngộ không sau lưng cái này. Ngộ không này. Trời ơi, mình kia cho AD anh em à. Ngộ đập. Mình quăng chiêu 1 cho AD nó không bị ngộ không nó qua nó đập á. Nhưng không nó nhảy qua mình luôn anh em ơi. Ôi trời ơi lại chết. Má ai ơi mà bên team người ta là thấy phải nói là đúng sợ luôn á. Đu ghê lắm, bên mình thì đu kỳ kỳ sao á trời. Ông tay mất đây, mất ông tay đi. Nó về đi mọi người ơi. Lùi đi. Lùi đi, AD ơi. Ham blue. Thì còn cái nịt. Thôi xong. Lại đi lẹ nữa. Trời ơi, về thì không về. Ham lính, một người ham lính, một người ham blue. Còn hai người chết, hai người luôn. Mấy người đánh chán dưới chờ. Không thể nào mà đánh chắc kèo giùm mình được cái. Ui giờ tao nó bay kìa. Nó bay qua đây. Rồi bay đi. Úi dồi, xem chết. Nó có khóa mà, bớt đi lẹ đi trời ơi. Anh em nhớ cho một nút like nha, mình sắp một nút đăng ký kênh nha, mình sắp được 27.000 ca sub rồi anh em ơi, gắng giúp cho mình nha. Coi chừng ngộ không nha. Ý con mắt kìa. Lùi qua đây nè. Ừ, chết rồi. Gần. Xong. Mày đánh quăng game, đúng quăng game luôn á. Trên đây mà đánh kiểu này là thua. Phải biết nói gì luôn anh em à. Win mà win không được luôn. Thằng ngộ bên đây nè, Bình tĩnh thôi nha thằng ngộ á. Nhưng không thấy ngộ đập ghê lắm.
chết từng cái map anh em à. Ồ, từ từ, lôi, không đánh được. Thiếu người. Năng kinh công, kê kinh công này. Năng. Trời, nó lụm bông chỗ này là chết cha đó mình. Ui. Từ từ này, thiếu gần này. À, đây, bắt cho ta này. Bắt cho ta này. Gì vậy? Quả cầu làm gì vậy? Ngộ không kìa. À, hơi tôi choáng nữa. Giáp hồi sinh. Giáp hồi sinh này. Ok, win. Ôi ôi. Đúng cực khổ với mấy cha luôn. Không lộ vô mẹ nhà rồi nha, rồi nha, hết lính nha. À, không có chịu lính không vô nhà nữa coi. Mày. Ok. Anh em nhớ cho một like đến cái kênh và giúp mình lên 27 ngàn cả sub sớm nhất nha. Hẹn anh em đều vào video ngày mai nha. Bye bye.